Ở đây thì hai cây 100 và cây 93 nè anh em. Hiện tại đội hình đang lên bao nè. Cánh đồng này còn nguyên sơ luôn ha. Cánh đồng này thì 700 công nè. Bữa nay cắt ở đây. Cái này 700 công lúa này thì lúa gì chưa biết ha. Nguyên cái khuôn này nè, còn quá trời nhiều luôn. Còn bên đó thì lúa còn xanh anh em à. Rồi lúc này thì hai cây 100 cùng 93 chuẩn bị xuống đồng nè anh em. Lúc này thì cũng 10 giờ. Lúa này thì giống gì mình cũng không biết luôn ha. Rồi, một em đang di chuyển nha nè. Đây, đang di chuyển vô đầu trong cắt trước anh em à. Ủa sao cắt? Rồi dúng lộn luôn nè anh em ơi. cắt lộn đá à. Cắt lộn đá anh em à. Cắt ở đâu trong mà giờ cắt ở đâu ngoài cắt lộn đá. Rồi ghé trở lại. Cắt lộn đất ra thường thấy mẹ luôn. Đó. Đang vượt cỡ cây số nha nè. Hai cây 100 đụng độ với cây 93. Đang xử cái miếng ruộng 700 công. Còn nguyên miếng ruộng luôn nè nè. Đây một dọc luôn. Đang di chuyển đi nè anh em ơi. Chín ba thì đi sao ha. Rồi hiện tại thì ba cây đang xuống đồng luôn nè anh em. Chết chà. Rồi không. Cây 93 này thì đang xuống sau, còn hai cây 100 thì đang xuống trước nha anh em. Rồi lộn luôn. Ồ. Thầm hố ha. Quá cọp anh em ơi. Ôi dồi luôn kìa. Chết chưa. Nhủi. Đây đội hình xe kéo. Hiện tại thì có hai cây xe kéo còn tiếp tục theo sau nữa kìa. Đây 93 thì phượt ở cái bên đây nè. Còn đây thì cây 100. Đồng này thì đồng xã Vĩnh Phước, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Chói mặt trời anh em ơi. Đây cây 93 ha. Đang ôm cua quà. Cây này cây 100 đang chạy cặp cái bờ này. Đang bữa nay máy cũng máy lướt còn ngàn em chết cho rồi trời ơi.
93 này, hàm 95 anh em ơi, hàm nói nè. Đó, 100 mới vượt lên trời. 100 này quá lực, quay không kịp cái đoạn đó, nó bị vượt lại. Thì đi xuống gầm lúa nè. Còn sẽ kéo đang phượt vô nè. 100 xém lại cái. Mắc lại chỗ cái đường lên xuống nha nè, một lát á. Lên cái này khá là căng nha, cái gì á. Lúc này thì đội hình sẽ kéo gầm lúa nè bạn. Lúa này thì cũng cỡ 40k cho bà công. Đây tới đống lúa nữa nè em ơi. Cái chân lễ này đang dắt cặp cái mương rồi nè. Máy còn là máy lướt. Đội hình này quá điều luyện anh em ạ. Cây 93 hiện tại đang xe kéo này chuẩn bị đang lên dốc cái gì nè anh em ơi. Chưa ấy cho. Ôi giời. Gì mà còn chưa lên nữa là anh em, đất ở đây nó cũng có cái sình có lầy quá trời luôn à. Hết phải đi đường nào luôn. Còn đây cây 93 nè. Xe kéo này hỗ trợ cho cây 93 nè. Chạy vòng vòng nãy giờ gom chưa đủ xe nè. Lúc này thì hai cây 100 đang siết bên đây nè. Lúa này nãy giờ giống gì không biết luôn anh em, không có gặp chú ruộng. Bắt đầu xe này hỗ trợ cho cây 93 đang đi vô anh em ơi. Đang leo đê lên nè. Sao đây? Khá là căng nha. Để coi tài xế xe kéo coi sao. Có lên được thành công hay không nha anh em. Rồi nó miết cái đít xuống rồi anh em ơi. Đít cha ơi. Rồi lát xe sao lên trời. Rồi. Nghiêng bên kìa. Xe sao chắc là khó lên lắm á. Rồi ngon lành, một chiếc. Còn lại hai chiếc nữa nha anh em, còn nhiều chuyến lắm. Rồi lúng luôn rồi anh em ơi. Cắm đầu anh ấy ơi. Bó tay. Nghiền. Chết cha. Trời ơi kìa anh em ơi, bường nguyên một dọc luôn cả ha. Bấm. Trời. Động số mới gom nữa là lên được bình thường á. Chiếc trước nãy lên được mà. Ờ đúng rồi.
Thì lúc này xe này là xe thứ hai đang đi vô, nhưng mà không biết sao lên à. Rồi cũng không có cái đường nào để lên, bây giờ cuối cùng phải lên cái đường này nè. Thôi sao chỗ tiếp lên ha. Chết cha rồi, chết cha rồi anh em ơi, bự bánh rồi, bự bánh rồi, bự bánh rồi, cốt qua cốt. Đó, đất này lầy dữ dằn lắm anh em ơi. Còn cây 100 đang đi vô nè. Bó tay. Như vậy thì cây 100 lên để giải cứu xe kéo là nè. Lên bị tuôn bánh anh em à, không hiệu quả. Ngay chân cái đường lên nó lún chứ. Cá đẩy tiếp cá ơi, mấy nấy. Rồi chuẩn bị giờ các em ơi. Nhiều em sẽ kéo lên anh em ơi. Rồi xài bánh rồi, xài bánh rồi, không được. Cái này là nó nghiêng qua một bên luôn anh em ơi, tại cái cây 100 kéo ngựa qua ra ngoài cái đường thì xe kéo nó càng nghiêng nữa nè. Kéo mà nếu mà cây 100 mà kéo nữa là lật luôn á. Lên không được anh em ơi. Hiện trường nè, mới vừa nhích nhẹ cái thì nó cũng rớt ở ngoài sau bánh số à, khá là căng nghe anh em. Rồi ghe trở lại để tháo xích ra. Kéo ngược về bến mới được. Như vậy thì kéo ngược về bến hay sao vậy? Bên đây thì cái đường mương bên đây nè nè, nó rất là mèo ở bên này ha. Bây giờ cái ngược gì bên đó được không? Bị gặp nạn anh em ơi. Không lẽ xuống lúa hả? Chết cha rồi anh em ơi, xuống lúa rồi. Xe chắc xe lúa quá đẹp nhưng cuối cùng rớt hết trơn luôn, bỏ tay. Rồi tiếp tục đi xuống kéo về lại anh em ơi. Ủa cái này què đầu đấy. Rồi chạy đi lâu rồi, chắc là đi xuống kéo về trở lại. Cái đề cao kìa anh em. Đất này quá trời lầy. Thì tiếp tục cây 100 xuống dạng hành anh em ơi. Còn xe kéo này
không biết đi lên bằng cách nào nữa nè. Không lẽ nào để mở rộng địa bàn ra kéo dê thôi ta. Rồi sẽ kéo dê trở lại nè. Cắm lên em ơi, rất là khó khăn cho xe kéo đang đi lên nha anh em. Nãy nói rồi, nãy cái đường này là lên không được đâu. Cái lúa ăn 40k cho một công nè anh em, mà cuối cùng gì nó cực cỡ nào không. Rồi kéo dê cái đích nguyên cái này thua luôn. Rồi lúc này kéo dê anh em ơi. Rồi sẽ kéo cái này sao lên nha ta. Kéo luôn, kéo qua bên kia luôn đi, lên đường bên kia luôn đi. Sao đây, kéo đường nào lên nữa. Ôi ôi. Cái kè cái trăm lẻ đi còn không được nữa kìa anh em. Đó. Rồi chạy đâu trời, không lẽ bỏ xe kéo này lên luôn rồi. Cái trăm lẻ chạy đi mở đường cho xe kéo đi lên anh em. Đây, trăm lẻ đang mở đường nữa kìa. Tiếp đó thì cây 93. Ba hàm 95 hái cũng hay lướt nè. Rồi sao đây, sao đây. À rồi. Nữa rồi, tới nữa rồi. Này cái này cái gì nè nè. Các bạn thì đang mở đường lên đường này nè anh em ơi. Rồi đổ hết mớ rồi kìa. Đổ cho đổ luôn đi. Ôi giời. Xe lố nãy chắc đẹp thấy sợ luôn, bây giờ còn gì nữa, thua không? Ba này vô còn xe kéo nè. Chúi xuống. Này tuốt ở đằng kia chỗ xe kéo nãy đang lên nãy. Rồi dính luôn rồi con khỉ gì. Rồi thua. Thua rồi. Ui, mạnh khủng khiếp ha. Quá đẹp, quá đẹp. Đất quá trời lầy lúng anh em ơi. À.